Từ ngày 1 tháng 12 đến 15 tháng 12, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 1.705 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, tạm giữ 793 phương tiện các loại, tước 554 giấy phép lái xe, nộp kho bạc nhà nước 5,2 tỷ đồng. Trong số hơn 1,7 nghìn trường hợp bị xử phạt, có 106 học sinh, sinh viên, một cán bộ thành phố Bắc Ninh và hai đảng viên thành phố Từ Sơn, huyện Lương Tài vi phạm luật giao thông đường bộ. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ huy động tối đa quân số, phương tiện, đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông, tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, khắc phục những bất cập, thiếu sót về hạ tầng và tổ chức giao thông trên các tuyến đường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quy tắc văn hóa giao thông của người Bắc Ninh vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành tới đông đảo người dân.